Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ cho các địa phương đang thực hiện cách ly y tế, Bưu điện thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với quận Sơn Trà cung cấp vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân trong các khu vực này. Tại Bưu điện Đà Nẵng 3, các nhân viên đang tất bật chuẩn bị đóng gói 300 đơn hàng thiết yếu của người dân trong khu vực cách ly y tế tại phường Lại Hiên Đông đã đặt trước đó. Thông qua ban quản lý các khu cách ly, các mặt hàng là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đều được bảo quản sạch sẽ, tươi mát. Nguồn hàng này được Bưu điện thành phố lựa chọn từ những nhà cung cấp uy tín, chất lượng và đảm bảo bình ổn giá cho người dân. Bưu điện thành phố cũng bố trí các xe tải để vận chuyển hàng vào bên trong khu vực cách ly. Mục đích của Bưu điện Việt Nam cũng như Bưu điện Đà Nẵng thì là vừa góp phần cho thành phố chống dịch, vừa giảm tiếp xúc, hạn chế đi lại của người dân và đồng thời là cung cấp cho người dân với cái sản phẩm thiết yếu mà vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng vừa giúp cho người dân là tối thiểu hóa cái chi phí trong cái thời gian dịch bệnh. Tại phường Nại Hiên Đông, Bưu điện Đà Nẵng tổ chức các lưu động ở khu vực Nại Hưng và Vũng Thùng. Khi xe hàng hóa đến các điểm này, nhân viên bưu điện kiểm tra, thu tiền, giao hàng theo đúng các mặt hàng, số lượng đã đặt cho đại diện tổ dân phố, tổ COVID cộng đồng, để các tổ quản lý này giao lại cho người dân. Công tác giao nhận hàng hóa được Bưu điện thành phố đảm bảo 5K, an toàn phòng chống dịch. Hiện nay thì bà con đã đăng ký cũng được rất là nhiều và đơn vị đã cung cấp đầy đủ xuống kịp thời để bà con sử dụng. Cảm ơn chính quyền địa phương cũng như các cấp lãnh đạo đã hỗ trợ. Cảm ơn đơn vị cung cấp hàng hóa để kịp thời cho bà con có những nhu yếu phẩm sử dụng hàng ngày. Trước đó, Bưu điện thành phố Đà Nẵng cũng đã cung cấp vận chuyển 3 xe tải hàng hóa lớn vào khu vực cách ly y tế của phường Nại Hiên Đông. Ngoài ra, Bưu điện thành phố tiếp tục nhận hỗ trợ cho các đơn hàng thuộc khu vực cách ly y tế tại phường Văn Thái và phường Thọ Quang.